này mình có một vài cái quần áo như thế này. Mình đang chuẩn bị chạy ra ngõ mà giặt xong thì nó như thế này đây, ngay cả chất liệu phông này, rồi còn thô, vải thô của mình đây. Vải thô này này mặc thì nó rất là thích, nhưng mà bạn nhìn đấy, giặt xong máy giặt rút ra cho vào máy sấy rồi nó cũng nhăn như là cloth son này. Còn đây là cái vải váy bò của mình đây, nó đỡ nhăn hơn vì là nó vải cứng. Nhưng mà nếu bạn muốn mặc đi chơi chắc là cũng muốn nó phẳng phiu hơn chút. Mà mấy cái đồ đơn giản như thế này mà mình bây giờ mất thời gian giải nó ra, sau này dùng cái bàn là truyền thống để là từ ly một thì chắc là lâu lắm. Tại vì mặc như thế này thì chạy ra ngõ thì cũng ngại là thì lâu. Hôm nay thì mình thử là dùng với cái bàn ủi hơi nước ở Silvercrest, nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay mình như này thôi, và xem là nó là bằng hơi nước thì có tiện và nhanh hơn là bằng cách truyền thống không nhá. Thì cho những chất vải này mình xem là nó có xử lý được cái vấn đề mà mình vừa mới nói không. Đấy, như bạn thấy là đây là bình chứa phần hơi nước của nó này. Đây, đây là mặt là của nó này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là nhá. Bạn nhìn nhá. Áo phông như thế này thì chạy ra thì chắc là cũng xấu hổ với làng xóm. Mình sẽ thử là xem nó nào. Mình chỉ cầm thôi, treo nó lên. Thả xuống, rồi cứ thế. Lúc này chắc này, đấy, kéo nó ra này. Bạn thấy sao, chỉ trong vài phút mà so với việc giải ra và là thì bạn thấy đó, cái áo của mình nó đã cải tiến cho mình. Bây giờ là đủ để cho nó đi ra chưa, là mặc nó để đi ra ngoài chưa. Đấy nhá, bấm tay cho mình nhá, xem bao nhiêu nào. Đấy, một cái áo. Đó, siêu nhanh, mình vừa rút ra. Đấy nha, đây là mặt trước nha. Các bạn so sánh là cái thời điểm vừa rồi với cả thời điểm bây giờ nha. Còn đây là mặt sau của nó. Thì vừa nãy hình như mình là cái phía trước là phía sau nó cũng được thẳng đi chút rồi. Bây giờ mình chỉ còn một tí xíu thôi. Xem là mấy tí giây thì mình sẽ xong cái áo này và mình chạy ra ngoài ngõ này được nào. Đấy. Nó có hơi bị bắn nước ra tí, nếu như mình la sát quá. Thì nó có một cái ưu điểm hơi khó là cái chỗ ôm phần nét này. Bây giờ mình rất là khó để ra được nét thẳng ra, tại vì nó nhanh và nó đứng như này nữa. Cái phần nét là mình vẫn hơi khó một tí xíu. Nhưng mà đấy các bạn nhìn chưa, cái cơ bản các bạn thấy thế nào. Nếu như mà để là ngay một cái áo phông này mình chui vào thôi, xong rồi mình chạy ra ngoài. Đấy, bây giờ thì mình sẽ thử với cái quần thô của mình nha. Và đấy, đây nước bình nước đây thì rất dễ cho nước vào, cái chỗ này nắp để cho bình nước vào này, các bạn mở ra, các bạn lấy hai tay để bấm tháo cái bình dưới ra. Đây mình cho các bạn xem luôn cái phần nước của nó. Bạn bật lên ở đây và rót nước vào đây thôi, rất đơn giản. Với cái này nước thì bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào đây để là cái con thô của mình, vì mình nghĩ chắc là mình phải thêm ít nước vào đây. Còn đây là cái quần thô của mình đây, vừa mới giặt xong, và sau khi giặt xong thì gặp đẩy vào trong ngăn tủ đấy, nó như cái lò xo như này. Bạn nhìn xem mặt này có thấy xấu hổ không? Giờ thì mình sẽ thử nhá. Là với bạn ủi hơi nước như thế này thì mình có thể xử lý nhanh. Chất với chất thô ấy thì đúng là khi các bạn mặc thì sướng, nhưng mà giặt xong thì nhanh lắm. Mà là thì bây giờ mà cứ mặc sướng thôi, rất bao nhiêu thời gian để làm thì cũng ngại. Là mình đã hoàn thành xong cái quần thô của mình. Lúc ban đầu các bạn thấy nó rất là nhanh và sau một thời gian ngắn và rất là đơn giản, cầm và xịt khói thôi, mình sẽ có một cái quần thô như này là mình có thể mặc chạy ra ngoài tung tăng mà không ai ý kiến gì với mình rồi, không mình con gái mà quá ẩm ấy.